xuân về vui tô hát, tiếng nhi dâng lên đàng mến yêu, tiếng chim hòa theo trong gió. Nếu lo tô hát ta mừng như người say tô quan họ về hồi xuân mừng đàn ta đi. Từ lòng ta theo câu hát vun đi lên ngàn lời ca, thủy chung niềm tin son sắt tắc ghi lời bác ân cần. Như còn đây tô bác dạy lòng ta vươn lên, từng đàn chim vui tung cánh đến đi đôi về quê ta, mang theo lời ta tha thiết khiến ta vui với bao người. Cờ búa liềm đẹp trong nắng mới chào non nước mời sáng tiếng bao chiến công, ta cùng vui câu quan họ tròn lời ca mừng đàn ta tròn lời ca mừng đàn ta. Kính thưa quý vị, từ lâu người xưa đã mượn hình ảnh cũng như những gì cao quý nhất của thiên nhiên đất trời để ví von với hình tượng đẹp của con người chúng ta. Nhất quế nhị lan, nhất sinh nhất lịch khôn ngoan trăm chiều, người khôn ai chả nâng niu, hoa thơm ai chả chất chiêu trên cành, trồng cây xin chớ đốn chồi, yêu em xin chớ đứng ngồi với ai, xuân bất tái lai. Quý vị sẽ thấy được hình ảnh ví von đẹp cũng như lời khuyên ý nghĩa của người quan họ với bạn qua câu hát Nhất Quế Nhị Lan với phần thể hiện của hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Luyến, nghệ sĩ ưu tú Minh Thùy, xin được trân trọng gửi tới quý vị. Thank you.
chân thành cảm ơn rất nhiều giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Hồng Luyến và nghệ sĩ ưu tú Minh Thùy, cũng như chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho hai nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, câu hát gió đưa cây cải về rời, cây sâm ở lại chịu nhời đắng cay. Câu hát tưởng như một sự giải bày về nỗi gian truân của người phụ nữ, nhưng không hoàn toàn như vậy. Khi hát lên lại là sự lo toan, nâng niu, trân trọng đời sống và tình yêu của người quan họ. Cầu tre ai bắc gập ghềnh, người đi khéo ngã, lấm mình em nâng. Xin mời quý vị thưởng thức câu quan họ cổ gió đưa cây cải qua phần thể hiện của các liền anh quan họ. Kính thưa quý vị, dân ca quan họ Bắc Ninh
một hình thái sinh hoạt văn hóa dân gian, một vẻ đẹp tổng thể được hợp thành từ nhiều yếu tố văn hóa và nghệ thuật. Dân ca quan họ Bắc Ninh không chỉ là một loại hình dân ca, mà còn là lối chơi, là cả không gian sinh hoạt văn hóa với tất cả những lề luật, phong tục, tín ngưỡng hòa quyện chặt chẽ trong một tổng thể. Lối chơi và không gian sinh hoạt văn hóa ấy mang đậm chữ tình của người quan họ. Họ luôn trọng tình, trọng nghĩa, luôn hướng về nhau với tấm lòng thủy chung. Người ngoan tôi hỏi vài nhời có nên, tôi với người muốn kết nhân duyên, yêu nhau xin giữ nhời nguyện cho nhau, xin người đừng kén chọn vàng thau, và yêu hoa xin giữ lấy màu cho hoa. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Người ngoan. Văn Hành và nghệ sĩ Thanh Tân xin được trân trọng ca tiếp. Đã qua nơi nọ
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị đã dành cho nghệ sĩ Văn Hành và nghệ sĩ Thanh Tân. Kính thưa quý vị, dân ca quan họ Bắc Ninh không chỉ là một loại hình văn hóa dân gian xứ Kinh Bắc mà đã lan tỏa trong và ngoài nước, mang những giá trị văn hóa Việt kết nối cộng đồng, trở thành một loại hình nghệ thuật đạt tới trình độ cao về hoàn chỉnh âm nhạc, lời ca và hình thức diễn sướng, lối chơi lịch lãm tao nhã cùng với ngôn ngữ ca từ mang tính độc đáo đã tạo nên nét văn hóa riêng của người quan họ. Mùa xuân chơi cỏ thong dong, mùa hè tắm mát ở sông Lục Hà, mùa thu uống rượu cúc hoa, đông ngâm bạch tuyết, ngân nga chơi bời. Xin mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về vùng quê Bắc Ninh chủ phú Thanh Bình qua câu quan họ cổ Vui bốn mùa do các liền anh liền chị cùng thể hiện. Dành tình cảm thật nhiều cho các nghệ sĩ của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, đã 15 năm
kể từ khi được Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, công nhận dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dân ca quan họ Bắc Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Bắc Ninh. Và với tình yêu mãnh liệt dành cho dân ca quan họ, những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của người xưa, thổi hồn vào những câu hát và tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau để dân ca quan họ Bắc Ninh ngày một lan tỏa trường tồn, mãi là tiếng hát tươi xanh của mùa xuân, của tình đời, tình người Bắc Ninh, Kinh Bắc. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với nỗi nhớ, niềm thương, dãi bày của người quan họ qua câu hát Tưởng đến gần xa với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Quý vị vừa thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên với câu hát Tưởng Đến Gần Xa. Kính thưa quý vị, trên khắp nẻo biên cương, giữa đất trời mùa xuân, những chiến sĩ biên phòng nơi biên cương hải đảo luôn chắc tay súng, giữ từng tấc đất, đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Cảm nhận được sự vất vả của những chiến sĩ nơi đảo xa, nhạc sĩ Ngọc Phan đặt lời bài hát gửi đảo xa khúc ca quan họ, đặt lời theo điệu chia sẻ đôi nơi là lời nhắn nhủ động viên cũng như ngàn lời ca tha thiết của những cô gái miền quan họ gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa. Giữa mùa xuân tươi thắm nơi đảo xa, anh cứ yên lòng, ngày đêm vững vàng tay súng. Tay súng anh sẵn sàng, dù cho nắng hè đông giá, giữ cho xuân thắm quê nhà, ngàn câu hát thiết tha mặn nồng. Ơi người thương ơi, em xin hát tặng khúc quan họ, lời thủy chung tiếng hát mê say. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu hát gửi đảo xa khúc ca quan họ do các liền chỉ quan họ cùng ca tiếp. Bye.
của những cô gái miền quê Quan Họ gửi những lời ca thật thân thương tới các chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương, hải đảo, biển trời của Tổ quốc yêu thương. Và một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quý khán giả dành cho các liền chị rất nhiều. Kính thưa quý vị, khi nói đến dân ca Quan Họ là người ta nghĩ ngay đến với những lời ca nói về tình bạn, tình người, ước muốn tình yêu lứa đôi thủy chung son sắt. Chính vì những ước muốn đó mà gần như tất cả những lời ca cho đến giai điệu của dân ca Quan Họ luôn mặn nồng, sâu lắng, da diết, trữ tình, đắm say. Xin mời quý vị cùng đến với câu hát Càng trèo, trái núi càng cao, nói lên những ước muốn đó qua phần thể hiện của hai giọng ca, nghệ sĩ Hữu Duy và nghệ sĩ Quốc Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trèo lên ma ơi à hừ là trái núi ơ này rằng à này à ơi à tình là linh tình tình mà này cũng ý à là càng trèo ô mây là ngày càng cao mà này cũng là càng trèo ô mây là nay càng cao áo mây à ơi à hừ là chỉ hay mặc này rằng à này à ơi à tính tình là linh tính tình mà này cũng ý là tựa hình ô mấy là nay tiên xa mà này cũng ý là tựa hình ô mấy là nay tiên xa đêm khuya ơi à hừ là đột nhi khuyên đi ơ này rằng à này à ơi à tính tình là linh tính tình mà này cũng ý à là lầm tà ô mấy là người đột bằng tay mà này cũng ý à là lầm tà ô mấy là người đột bằng tay ngón tay à ơi à hử là hát mi bút mi ơ này rằng à này à ơi à tính tình là linh tinh mà này cũng ý à là trên đầu ô mấy là chỉ ba cái chân mà này cũng ý à là trên đầu ô mấy là chỉ ba cái chân càng trông mà ơi à hừ là càng nghĩ đẹp mi ơ này rằng à này à ơi à tính tình là linh tinh tinh mà này cũng ý là càng nhìn ô mấy là chỉ tư càng xinh mà này cũng ý là càng nhìn ô mấy là chỉ tư
Kính thưa toàn thể quý vị, cố nhạc sĩ Đức Miên là một trong số ít nhạc sĩ có nhiều ca khúc thành công trên cơ sở tiếp thu và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh. Ông đã thành công với rất nhiều ca khúc như Gửi về quan họ, Lời thương ta ngỏ cùng nhau, Má hồng ơi và ca khúc Nón ba tầm là một trong những ca khúc thành công của ông mang đậm màu sắc của dân ca quan họ Bắc Ninh. Gửi muôn lời ca lắng đọng tâm tình, gửi bao tình thương cho người em gái qua biết bao mùa lúa. Nón ba tầm vào mùa trời hội lại ngân câu hát như đón bạn ngày xuân, đẹp tươi chiếc nón ơi dáng hình quê nhà. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nón ba tầm, sáng tác cố nhạc sĩ Đức Miên do nghệ sĩ Thanh Quý thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lặng mây trôi, anh
cùng em một lời ca nên nghĩa, đội nón cùng em mặt nồng thêm nỗi nhớ. Ô, đến hẹn lại lên đêm lấy về, người về đổi vừa rồi. Quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khán giả đã cùng thưởng thức giọng ca rất ngọt ngào nghệ sĩ Thanh Quý với bài hát Nón Ba Tầm, sáng tác của cố nhạc sĩ Đức Miêng. Và cũng một lần nữa xin được thay lời cho nghệ sĩ Thanh Quý cảm ơn tình cảm của quý vị khách quý dành tặng cho nghệ sĩ Thanh Quý rất nhiều. Kính thưa quý vị, từ những mạch nguồn lành thơm như sữa mẹ của dân ca, các nhạc sĩ đã sáng tác những bản nhạc, những ca khúc mới mang âm hưởng dân ca về quê hương thật sâu lắng, trữ tình, tha thiết, đem đến cho cuộc sống hôm nay thêm niềm tin yêu, niềm tự hào về một miền quê văn hiến, một miền quê đi suốt chiều dài lịch sử cho đến tận hôm nay vẫn giữ mực thủy chung, giữ mực nghĩa tình của người quan họ. Xin mời quý vị cùng về miền quê ấy thật gần gũi nên thơ, rất mực thủy chung, nghĩa tình, lạc quan, yêu đời qua bài hát Về miền quan họ người ơi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn, thể hiện nghệ sĩ Văn Tuấn và nghệ sĩ Lưu Ngọc. Xin được trân trọng gửi tới quý vị. Họ người ơi, nhớ câu hò hẹn với người hội ly. Hội xuân năm ấy anh tìm về miền quan họ ta cùng giao duyên. Nghiêng nghiêng vành nón quai thao, câu ca quan họ lắng trong tình cánh khuya ra bạn người ơi, ra về chờ đứng ngồi với ai, ra về chờ đứng ngồi với ai, người ơi người ở chớ quên đường về. Xuân về anh nhớ lời ca, trâu tên cánh vườn ý quả áo xiêm rộn ràng, ngược xuôi đò dọc đò ngang, chia tay lòng những xôn xao gói đò. Họ người ơi, nhớ câu hò hẹn với người hội ly.
hội xuân năm ấy anh tìm về miền quan họ ta cùng giao duyên. Nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng vành nón quay theo, câu ca quan họ lắng trong tình người. Cánh khuya ra bạn người ơi, ra về chờ đứng ngồi với anh. Ra về chờ đứng ngồi với ai? Người ơi, người ở chớ quên đường về. Xuân về anh nhớ lời ca, trâu tìm cánh vườn ia im buồn. Sông câu một dài tình quê, mùa xuân chạy hồi tìm về hương quê. Nhớ mò quả áo xiêm rộn ràng, ngược xuôi đò dọc đò ngang, chia tay lòng những xôn xao gọi đò. Anh về em ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Mang thuyền lại hẹn đêm trăng, tình trong một khắc dạ nguyện trăm năm. Tình trong một khắc dạ nguyện trăm. Một canh hát của người quân họ thì trước hết là sự sum vầy bầu bạn trong tình sâu nghĩa nặng, là sự thể hiện khát khao gặp mặt sau nhiều đêm khắc khoải chờ mong. Và khi canh hát càng về khuya thì những câu hát giáp bạn càng bồng trầm non nỉ, tình người quân họ càng nồng đượm thiết tha. Người về em vẫn khóc thầm, đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa. Người về em dằn nhời rằng, đâu hơn người kết, đâu bằng người đời chúng em. Mời quý vị cùng đến với bài ca Chầu Cau Quan Họ, sáng tác cố nhạc sĩ Đức Miêng, cùng với làn điệu Người ơi, người ở đường về, dân ca quan họ Bắc Ninh. Với câu hát này cũng xin được khép lại chương trình Hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu ngày 19 tháng 5. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Miếng trầu anh nhận năm ấy, mà hôm
nay anh đến tìm em. Hội làng đông vui là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một ngỡ mình. Ngày hội năm sau có nhớ nhau quan họ lại về, đến hẹn quan họ lại lên để câu ca duyên thắm tình ta. Người về cho em thương nhớ là người ơi, người ở đường về tình quan họ ta lại chờ nhau. Đại biểu khách quý, sự yêu mến của quý vị khán giả,
xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những mong đến hẹn lại lên.